Sôi động livestream bán hàng ở chợ Bến Thành, tiểu thương bán được 18.000 đơn hàng. Theo thống kê mới nhất của nền tảng TikTok, trong 77 phiên livestream tại chợ Bến Thành trong 5 ngày, từ ngày 11 tháng 12 đến tối 15 tháng 12, đã có hơn 18.200 đơn hàng được bán, mang về doanh thu 4,2 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm nông sản đặc sản chợ Bến Thành đã cháy hàng trong các phiên livestream bán trực tiếp khi kết hợp cùng các TikToker. Theo ông Thanh, bà con tiểu thương chợ Bến Thành đã có sẵn kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng. Hầu hết tiểu thương đều bán hàng lâu năm tại chợ và có sự am hiểu sâu về sản phẩm. Chính vì vậy, nếu chuyển sang bán hàng online, chỉ thiếu yếu tố kỹ thuật. Sau khi triển khai chương trình kết nối tại chợ Bến Thành, ông Thanh cho hay, TikTok Shop sẽ phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhân rộng triển khai chương trình tập huấn chuyên sâu tại các chợ truyền thống. Các chuyên gia bên TikTok Shop sẽ tiếp tục đồng hành với bà con tiểu thương cho đến khi mọi người thành thục bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, ông Thanh cho hay trong tương lai, TikTok dự kiến phối hợp với thành phố mời thêm những KOL, người nổi tiếng, KOC, người tiêu dùng có sức ảnh hưởng nước ngoài tới quảng bá chợ, giới thiệu về văn hóa, hoạt động trong chợ tới bạn bè quốc tế. Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.